bài 9 hàm ngũ và logarit này không hiểu tôi nhỉ. Xong rồi rồi có gì không nhỉ, thì hàm ngũ này composite function những cái hàm mà phụ thuộc để nó phức hợp, cái hàm g này thì lại để tính cái sự liên kết giữa, khác biệt giữa kích cỡ giày của nữ ở nước Mỹ và ở nước Anh, thì g x trừ hai cỡ giày x là hai lượng lệch anh ngưỡng cỡ 4 thì anh cỡ 2, kiểu vậy đó, hàm liên hệ liên hợp. Thì cái hết hợp của hàm này gồm gì, f o x f o g, nghĩa là tiến hành hàm g trước đến hàm f sau, là composition đã bao gồm liên hợp kết hợp với hàm g khoai hàm. Tức là hàm g trước f sau. Tổng hợp hàm 1 1, tức là hàm đánh nhận đơn đánh ấy, 1 1, tức là nó chỉ có a hàm biên miền, f thì a hb thì a hb, đây là song ánh à? Song ánh chứ không phải là 1 1, đây là song ánh. Hôm nay test này 1 1, inverse function là không phải. Đảo rồi có gì lắm mũ hàm mũ là kiểu như a a mũ x là hàm mũ hả, nhưng ngược đảo đó là logarit cơ số a x là hàm logarit đó, hàm ngược luôn. Đây hàm mũ này, a x là hàm mũ. Còn hàng hàm loga hàm ngược hàm mũ thôi. Yeah. Hàm mũ loga đây. Đây, ý nghĩa của loga đây. X lớn hơn 0, a là một số dương. Lớn khác không phải 1. Thì logarit của a, x cơ số a là một cái mũ mà a phải được tăng lên để có x. Logarit của a, x bằng m thì nghĩa a mũ m bằng x. Sai. Okay, là B tương đương với Y. Rồi, giờ set property ở logarithm. Logarithm mở này. Mặc dù MA MA logarithm mở. Không hiểu một cả. Không có gì logic tự nhiên và thay đổi cái cơ số nó có p này, xác suất của mỗi lần này, đây là lãi suất này $1 nha. Số e, số e gọi là logarit tự nhiên, nếp pe đấy, cái nếp pe thay đổi cái cơ số này,
giải các bài toán liên quan đến mũ logic. Rồi. Y dương cái này. Áp dụng. Hay thôi, không cần lắm, áp dụng bỏ qua. Là không cần rồi. Hết rồi, hết rồi. Không có gì lắm.